World Cup năm nay nó nào được đăng quang. Tình yêu bóng đá nam châu xin tươi thắng Brazil, làm thổn thức bao con tim đang rung lên đang kêu rên trong ngày khai mạc. 32 nước xuất sắc của bốn miền Nam Châu luôn khao khát giành chiến thắng trong ngày đầu ra quân, cầm chiếc cúp trên tay đó là đỉnh cao của vinh quang. Ô vinh quang, từ dọc phố Huế cho đến Hồ Tây, không khí lan luôn sang Hàng Mã, nơi đây ngập tràn bao quán cà phê và quán bia. Từ Trần Duy Hưng cho đến Cầu Giấy, bao nhiêu tiếng hò rồi lại tiếng hét, bao nhiêu tiếng cười mỗi khi cầu gôn rồ. Nào ngồi lại cả nhà mình cùng xem hết trận World Cup, uống bia ăn mừng, thức đêm cùng World Cup, bún đậu và mắm tôm, rồi thì công việc ở cơ quan cắt lương bỏ làm, rồi trộm cắp lưu manh móc túi lấy tiền đi cá đồ. Những chuyện xảy ra từ khi World Cup start. Tây Ban Nha, Australia, Italia cùng với Bosnia đã cùng nhau chia xa thật chua xót đau thương, họ đã không thể chạm vào ước mơ. Cố với đôi tay muốn giữ nước Anh ở lại, nhưng em thất bại và em đành cry. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ rồi vào sân lại bị thua và về nước. Đã cùng được nhưng quá đen, bao tình huống không thể ghi bàn, vậy thì thua đã đúng rồi. Như là trận thua quá Bồ Đào Nha, anh Ronaldo đã quá tuyệt vời. Mong người đang mùa vây nơi đây, đây, đây cũng khoai tây. Đừng tìm Suarez thua ngày xưa, giờ đâu anh đâu còn là anh. Anh đã khác rồi, điều xuân xanh muốn nhảy sang Nam Châu. Luôn có mặt giành chiến thắng trong ngày đầu ra quân, cầm chiếc cúp trên tay đó là đỉnh cao của vinh quang. Ô vinh quang, từ dọc phố Huế cho đến Hồ Tây, không khí lan luôn sang Hàng Mã, nơi đây ngập tràn bao quán cà phê và quán bia. Trần Duy Hưng cho đến Cầu Giấy, bao nhiêu tiếng hò rồi lại tiếng hét, bao nhiêu tiếng cười mỗi khi cầu gôn rồ. Nào ngồi lại cả nhà mình cùng xem hết trận World Cup, uống bia ăn mừng, thức đêm cùng World Cup, bún đậu và mắm tôm, rồi thì công việc ở cơ quan cắt lương bỏ làm, rồi trộm cắp lưu manh móc túi lấy tiền đi cá đồ. Những chuyện xảy ra từ khi World Cup Tây Ban Nha, Australia, Italia cùng với Bosnia đã cùng nhau chia xa thật chua xót đau thương, họ đã không thể chạm vào ước mơ. Cố với đôi tay muốn giữ nước Anh ở lại, nhưng em thất bại và em đành cry. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ rồi vào sân lại bị thua và về nước. Đã cùng được nhưng quá đen, bao tình huống không thể ghi bàn, vậy thì thua đã đúng rồi. Như là trận thua quá Ronaldo đã quá tuyệt vời. Mong người đang mùa vây nơi đây, đây, đây cũng khoai tây. Đừng tìm Suarez thua ngày xưa, giờ đâu anh đâu còn là anh. Anh đã khác rồi, anh muốn nhai răng anh cắn ai. Trận đá với ý anh cắn vào vai, anh không muốn làm một người hung sao, anh không muốn